Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, ngày hôm nay cùng với chủ đề là sâm mắc ca thảo dược tốt cho quý ông, chúng tôi sẽ cùng với quý vị giải đáp về tác dụng của sâm mắc ca, đặc biệt là trong vấn đề tăng cường chức năng sinh lý đàn ông. Và đồng hành cùng với quý vị xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc, đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào bác sĩ Công Nghĩa. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, trước tiên thì chúng ta hãy cùng giải đáp những thắc mắc đến với quý vị khán giả và đi từ khái niệm. Thưa bác sĩ, sâm mắc ca là gì và nó có nguồn gốc từ đâu thưa bác sĩ? Sâm mắc ca thì là một loại sâm được tìm thấy nhiều ở vùng lạnh của Bắc Mỹ và tập trung chủ yếu tại đất nước Peru. Sâm mắc ca Peru thì là một loại thực vật thuộc họ cải và mọc ở những vùng núi cao trên 4.000 mét so với mực nước biển. Về điều kiện sinh sống thì rất khắc nghiệt, sinh sống ở cái nhiệt độ từ tâm âm 2 đến âm 10 độ C. Và cái sâm mắc ca này thì có rễ phình to như là củ cải và thân củ ngắn. Đầu chóp thì hơi lồi lên một chút. Sâm mắc ca này có 3 loại. Loại màu đỏ, sâm mắc ca màu đỏ, mắc ca màu vàng và mắc ca màu đen. Tuy là mỗi loại thì đều có một số cái tác dụng riêng, nhưng mà nó nhìn chung là sâm mắc ca màu đen, sâm mắc ca đen thì là loại có hoạt tính sinh dược học cao nhất. Và sâm mắc ca hiện nay thì được dùng như là thực phẩm hàng ngày, và ngoài ra được dùng là cái thực phẩm có tác dụng chữa một số bệnh lý trong y học. Công Nghĩa thấy rằng là hiện nay rất là nhiều người, đặc biệt là đấng mày râu, tò mò liệu rằng là sâm mắc ca sẽ có những cái tác dụng gì đối với sức khỏe và sinh lý của nam giới. Bác sĩ Tô Hiệu thì có thể phân tích cũng như là giải thích rõ hơn những cái công dụng của sâm mắc ca với nam giới được không ạ? Sâm mắc ca thì có rất là nhiều loại vitamin và khoáng chất, và có hơn 20 loại axit amin. Trong đó thì có 8 loại axit amin thiết yếu và có chứa rất nhiều các hợp chất axit béo tự do, giống như ví dụ như là axit oleic, stearic hoặc là linoleic vân vân. Còn các khoáng chất ví dụ như là sắt, kẽm, mangan, selenium. Nhưng mà quan trọng là sâm mắc ca thì có hai cái hợp chất quan trọng là macaen và macamid, và hai hợp chất này thì có tác dụng tăng hormone sinh dục nam, tăng sản xuất lượng testosterone tự nhiên trong máu. Vì vậy là có thể giúp hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, làm tăng ham muốn tình dục và từ đó làm tăng khả năng sinh lý của nam giới. Ngoài ra thì hai hợp chất này còn giúp cho làm tăng số lượng và chất lượng và khả năng di động của tinh trùng, và giúp hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn. Thêm nữa là nó còn giúp tăng cường sinh lực, giúp cơ thể tránh lại những cái mệt mỏi, căng thẳng và giúp dễ ngủ. Tiếp là sâm mắc ca còn có tác dụng hỗ trợ điều trị cái bệnh tiền liệt tuyến, phi đại tiền liệt tuyến của nam giới. Ngoài ra thì sâm mắc ca còn giúp làm cải thiện về chất lượng, số lượng và sự di động của tinh trùng, hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh, và giúp điều trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới, giúp tăng cường sinh lực, giúp cơ thể chống lại những cái mệt mỏi, căng thẳng và giúp dễ ngủ, giúp cải thiện trí nhớ và cải thiện sự tập trung. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, hiện nay thì Công Nghĩa thấy rằng là rất là nhiều những sản phẩm trong đó có chứa thành phần là sâm mắc ca
Thế nhưng mà trong ma trận về thực phẩm chức năng hiện nay, chúng ta không biết rằng là liệu sẽ chọn những cái sản phẩm nào là uy tín, là tốt đối với cả sức khỏe. Vậy thì bác sĩ Tô Hiệu có thể giải thích cùng với quý vị khán giả, đặc biệt là đấng mày râu, chúng ta sẽ phải sử dụng những sản phẩm có thành phần là sâm mắc ca như thế nào, được coi là uy tín và tốt cho sức khỏe? Đúng là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm được bào chế từ sâm mắc ca với tên biệt dược và hãng sản xuất khác nhau. Tuy nhiên là tôi khuyến cáo chúng ta nên sử dụng những sản phẩm trong nước mà được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, đảm bảo về chất lượng cũng như là hiệu quả sử dụng. Ví dụ như là sản phẩm Viking Man được sản xuất tại công ty Medista tại Mê Linh, Hà Nội, và có thể nhiều sản phẩm khác nữa chúng ta có thể tham khảo sử dụng thêm. Không biết để ý thấy rằng là bác sĩ vừa nhắc đến một cái sản phẩm là bổ thận nam Viking Men, đúng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm rằng là ngoài thành phần là sâm mắc ca thì sản phẩm này còn có những thành phần nào khác giúp cho việc là tăng cường chức năng sinh lý nam giới, giúp bổ thận tráng dương hay không ạ? Cái sản phẩm mà tôi vừa nói thì ngoài cái thành phần là sâm mắc ca thì còn có một số thành phần khác, ví dụ như là đông trùng hạ thảo. Cái đông trùng hạ thảo thì các bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Đây là một sản phẩm có vị ngọt, tính bình, và vào kinh thận thì có tác dụng hỗ trợ điều trị rất là hiệu quả những trường hợp như là liệt dương, xuất tinh sớm hay là yếu sinh lý. Thứ hai nữa là có vị thuốc tên là dâm dương hoắc. Đây là vị thuốc đông y có tác dụng làm ấm thận, vì vậy cũng có thể dùng để điều trị cái khả năng sinh lý, yếu sinh lý của nam giới. Thứ ba nữa là cây bá bệnh và cây bạch thật lê thì có tác dụng làm kích thích tăng tổng hợp hormone sinh dục nam, hormone testosterone tự nhiên, từ đó làm tăng hưng phấn, tăng kích thích và điều trị cái suy giảm ham muốn tình dục. Thứ tư là cây ba kích. Đây là một vị thuốc có vị ngọt, tính ấm, và kinh thận thì cây này thì có tác dụng làm tăng sức dẻo dai, đặc biệt là đối với những trường hợp mà tần suất quan hệ thưa và yếu, vì vậy là cũng rất là tốt trong điều trị yếu sinh lý. Ngoài ra thì còn có một số thành phần khác như là nhân sâm, như là tinh chất như là hào biển và kẽm. Tất cả những thành phần này đều có tác dụng là tăng cường sinh lực, giúp hỗ trợ cải thiện về chất lượng, số lượng tinh trùng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102, hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.